Xin chào các bạn. Hầu như những ai đi xe Winner X thì đều thấy cái đèn pha này của nó rất là tối, đúng không anh em? Và mình để ý là hầu như những anh em chơi Winner X thì đều độ lên đèn pha này cho nó sáng hơn vừa đẹp hơn. Thì tiện hôm nay ông anh mình đặt một cái bộ đèn về lắp cho cái xe Winner của ông ấy thì mình sẽ quay để cho anh em xem nhé. Mình cho cái xe vào trong nhà này để cho nó tối để các bạn xem cái đèn trước khi chúng ta độ và sau khi độ nhé. Anh nổ máy hộ em cho xem cái đèn nó khi mà mình chưa độ. Đây các bạn nhìn đèn này chưa độ nhé, các bạn nhìn này. Đây. Cái ánh sáng nó chỉ được như thế này thôi. Đấy. Bây giờ sẽ độ lên để xem là đèn nó sẽ sáng hơn nhà nhé. Anh mình đặt một cái bộ này về thì nó gồm nha, mình vứt vỏ hộp ra không thì anh em lại bảo mình quảng cáo. Đây, một bộ đèn này về. Thì ông anh mình đặt cái bộ này về nó rơi vào tầm hơn 1 triệu, 1 triệu chính xác là 1.180.000 ấy, cứ cho là 1.2 đi. Đây nó gồm hai cái đèn. Đấy. Dây điện. Công tắc. Đấy. À, mấy cái con ốc cũng như là cái đai để bắt để giữ thì giờ mình sẽ cho anh em xem thử nhé. Tiện mình cầm cái bình ắc quy ở đây. Đấy, đây là đèn trang trí của nó nhé. Không biết quay qua điện thoại anh em có nhìn rõ không? Đây là đèn chiếu của nó. Anh em nghe nhá, nó còn có cả tiếng ở đây, nó có cái quạt tản nhiệt này, mẹ rất hiện đại luôn. Đấy, anh em nghe thấy tiếng quạt kêu không? Đây, quay gần đây anh em nhé. Đây là màu vàng nhá, anh em. Rồi để mình chuyển sang cái khác. Nhưng mà cái quạt này cái nghe nó hơi dẻo anh em ạ. Đấy, để mình chuyển sang cái đèn khác. Cụt rồi. Có tiền mua là đấy đâu. Đấy, đây là đèn màu trắng. Anh em nhìn màu trắng này. Đấy. Tắt đi, bật lại. Đây là kiểu dạng trắng pha vàng. Công tắc cũng như là các cái rắc hay là ốc thì shop người ta đã đấu nối sẵn cho rồi, về chỉ việc ghép vào thôi nhá. Giờ thì anh em mình sẽ tháo phần đầu này ra và phần yếm này nếu như cần thiết. Thì cái tháo lắp, cái hướng dẫn cái tháo lắp xe Winner X này mình có làm một cái video hướng dẫn rồi, anh em nào chưa biết tháo lắp thì mình để đường link ở phần mô tả nhé. Đây, cái đèn này sẽ bắt ở bên cạnh này, mỗi bên một cái. Trong này nó sẽ có con ốc màu trắng này, anh em này, đấy. Sẽ bắt vào đấy. Cho nó để ở đây cho nó cố định, nhưng nếu chúng ta bắt vào thụt như này thì khi quay đi quay lại nó sẽ quay theo. Bắt ở đây nó sẽ cố định và trông nó cũng đẹp hơn. Đây, ông anh mình sẽ tích khoan một cái công tắc ở đây để cho nó tiện, bật ở đây cho nó tiện. Nhưng mà trông cái công tắc này mình cũng không thích cái công tắc này, nhưng mà ông anh mình tích khoan ở đây. Gì hết. Anh em chú ý doa cái lỗ này thì doa vừa phải cho nó bằng cái đường kính của cái công tắc này thôi nhá. Không doa rộng quá thì lắp vào công tắc vào nó sẽ bị lỏng nhá. Đây, một rắc này thì anh em sẽ lấy lửa công tắc tay phanh nhá. Thì sẽ rút ra đây rồi một cái rắc cắm vào cái rắc tay phanh, một rắc còn lại cắm vào cái công tắc này. Còn cái dây mát này thì đây mình lấy luôn ở dây còi cho nó tiện. Ok, giờ đã độ xong đèn rồi, anh em cùng xem qua nhé. Giờ mình sẽ test ở trong phòng này cho nó tối. Đây là mới chỉ là đèn trang trí thôi. Giờ sẽ nổ máy lên để bật đèn pha trước nhá anh em nhé. Đây là đèn zin theo xe nhé. Chuyển pha cốt này, cả pha này, cốt này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật công tắc đèn lên nhá. Anh em có nhìn thấy ở dưới này nó sẽ có một cái đèn màu xanh không? Đấy, đèn trang trí đấy. Đây anh em nhìn này, đấy nó sẽ có đèn màu xanh ở hai bên này. Rồi, giờ tắt đi, bật lại, đó nó sẽ chuyển đèn cốt sẽ là đèn màu vàng nhá, đây sáng chói luôn, đây anh em nhìn nhá, đấy chúng ta sẽ tắt đi, bật lại, đây nó sẽ chuyển sang pha nhá, rồi tắt đi bật lại này, nó chuyển cả pha cả cốt luôn, cả đèn pha cả đèn cốt đều sáng luôn, đấy nó sẽ sáng cả hai luôn, rất là sáng luôn. Thì hôm nay chưa có thời gian để đấu sang passing, nháy passing ở bên này luôn, thì hôm khác đấu sẽ bảo cho anh em nhé, anh em nhìn lại một vòng này. Sáng không? Sáng chói luôn đấy. Đây là xi nhan nhá, xi nhan thì đã độ từ trước rồi. Anh tắt khóa đi bật khóa lại cho em rồi anh chú. Tắt khóa đi bật khóa lại cho em. Nhìn nhá. Đấy là đèn anh mình lắp thêm đấy, đẹp không?
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Có bất kỳ câu hỏi nào hãy để lại phần bình luận phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.